Rondo mùa thẻ 19 Totti ở vị trí ST. Chỉ số của anh là 98. Ngoài ra có thể thi đấu ở vị trí LV kép là 97. Kỹ thuật 5 sao, danh tiếng là huyền thoại. Chỉ số vận gốc bao gồm ăn vạ, tinh tế, sút xa và mã tốc độ. Ở vị trí ST anh mạnh ở khả năng phản ứng, sút xa, lực sút, dứt điểm và sự tăng tốc. Các chỉ số như tốc độ, rê bóng, giữ bóng, chuyền ngắn, đánh đầu, volley và chọn vị trí rất tốt. Khi để Ronaldo ở vị trí ST, các bạn để chiến thuật đơn bao gồm có công 3, thủ 1, sẽ nách, hỗ trợ phòng ngự cơ bản, đánh chặn thông thường và chạy chỗ. Chiều cao 1m87, thể hình trung bình. Chúng ta bước vào trận đấu để kiểm tra khả năng thi đấu của Rô mùa thẻ 19 Totti. Trọng tài đã nổi còi bắt đầu trận đấu. Tình huống ngay. Alexander Golovin. Aubameyang. Họ đang chơi phòng thủ rất kín kẽ. Aubameyang. Một pha phất cờ rất tự tin của trọng tài biên, ông ta cho rằng tình huống đó là việt vị. Alexander Golovin. Kỹ năng đỡ bóng vững bột và chuyền Rodo là rất tốt. Sút. Bóng đã lướt qua sang ngang. Cú dứt điểm Rodo bóng đi rất uy lực. Rondo có thể sút được xoáy hoặc sút thẳng, sút xa, bóng đi lực căng và tương đối hiểm hóc. Có cơ hội ngay bây giờ, anh ấy đã có được bàn thắng. Thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Và đây là cú sút. Bóng văng ra, thủ môn đã thi đua rất xuất sắc nhưng anh ấy không thể bắt gọn nó. Anh ấy đã ghi bàn. Khởi đầu tuyệt vời. Đó là bàn thắng với chất lượng hàng đầu, không có nghi ngờ gì về điều đó. Đó là một bàn thắng tuyệt vời. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0. Pogba. Ronaldo. Anh ấy đã cứu được một bàn thua trông thấy. Thật gọn gàng. Và đây là cú sút. Ồ, anh ta đã bỏ lỡ nó. Riyad Mahrez. Sergio Ramos. Desilio. Đó là một pha biểu diễn đường chuyền đó thật tuyệt vời. Ronaldo. Chỉ cần một cú tấn bóng để qua đó. Mất bóng. Thì cũng penalty rồi. Chỉ tay vào chấm penalty. Một quả phạt đền và đó là hình phạt duy nhất được trọng tài đưa ra. Nhưng bóng này cần phải được xử phạt hơn thế nữa. Tôi cho rằng cầu thủ phạm lỗi hoàn toàn có thể bị đuổi ra sân trong tình huống này. Nếu không, chí ít anh ta cũng phải bị một chiếc thẻ vàng cảnh cáo.
căng thẳng nhưng giờ bàn thắng cũng đã được ghi từ chấm phạt đền. Kỹ năng xuất bend của Rodo là rất tốt. Sự tự tin tuyệt đối, bàn thắng tuyệt vời, hoàn hảo. Ngay lập tức đã có bàn thắng trên bàn tỷ số 1-0. Pha chuyển bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Những pha bàn bật khá đẹp mắt. Sút chạy cột rồi. Ai chạy chỗ thông minh Rodo luôn có mặt ở những điểm nóng trong vòng cấm địa của đội bạn. Kỹ thuật 5 sao giúp anh biểu diễn được những skill cơ bản rất tuyệt vời. Anh ấy vẫn muốn đấy, cơ hội là đây. Rất mượt ở Rodo. Kỹ năng bật cao và đánh đầu Rodo cũng là một thương hiệu của anh. Với chiều cao gần 1m9 và khả năng bật nhảy phi thường lên tới 3m. Mùa giải 19 tỏ tì là mùa giải phản ánh chính xác những gì xuất sắc nhất của Rodo. Sút đi. Thật tuyệt khi sút. Vào. Anh sẽ không bao giờ tin được là cầu thủ này có thể thực hiện một pha dứt điểm đẹp như vậy đâu anh Tùng à. Không thể tin được. Đó là một pha cứa lòng xuất sắc nhất mà tôi từng được chứng kiến. Tỷ số bây giờ đang là 2-1. Pha khai bóng chính xác của Paul Pogba. Trận đấu sẽ tiếp tục từ tình huống đá phạt này. Muốn cướp bóng cho Trần Ronaldo chỉ có thể phạt là phạm lỗi mà thôi. Đường chuyền. Đúng rồi. Vâng, sai lầm của hàng phòng thủ. Nhìn ngoài đường biên kia, huấn luyện viên họ đang phát điên với con trò của mình. Lại một lần nữa họ đã cân bằng tỷ số một cách thật bất ngờ và họ xứng đáng với điều đó. Tốt lắm. Tôi không chắc là anh ta có ý kiến gì đâu. Và tranh chấp của Rô là rất tốt. Anh ta đã đưa bóng lên góc lưới. Alexander Golovin. Mặc dù chúng ta đang review anh ở phong độ thấp, nhưng anh thể hiện rất tốt. Đó là điển hình cho câu nói phong độ là nhất thời và đẳng cấp là mãi mãi. Với mức giá chỉ 3,5 tỷ hiện tại thì Rodo rất xứng đáng để các bạn đưa về đội hình của mình. Bởi mùa thẻ 19 Totti là mùa thẻ thực sự Rodo có mặt trong 11 cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh. Vâng, đó là một đường chuyền thông minh cho đồng đội. Vài ngày đã ghi bàn bằng đầu. Kiến tạo rất tốt, bàn thắng tuyệt vời. Khả năng chạy chỗ và hút người của Rodo trên hàng công là rất tốt. Vâng, vừa rồi hậu vệ đã theo Rodo và tạo khoảng trống cho Rera có cơ hội bật cao đánh đầu ghi bàn. Rodo không chỉ là một cầu thủ có khả năng xử lý bóng thông minh, chạy chỗ hay, rất điểm tuyệt vời, đá ben cũng tuyệt hảo, mà anh còn có khả năng hút người rất tốt. Kỹ năng giữ bóng và chuyền bóng cực kỳ linh động. Tình huống lấy bóng của PK. Không chơi bóng quá tồi. Matip được một ST toàn diện. Và việt vị, trận đấu dừng lại sau khi trọng tài thổi còi và phất cờ. Matip được lick. Steven Gerrard.
rất có thể sẽ có bàn thắng từ tình huống này. Tình huống vào bóng thô bạo của đối phương. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Cơ hội. Sút. Bàn thắng tuyệt vời đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Đó là một pha cứa lòng tuyệt vời của cầu thủ. Vâng, đúng vậy, đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa khung thành. Hai đội đang chơi bên. Hai đội về vạch xuất phát. Cống hiến cho khán giả một trận cầu rất mãn nhãn và kịch tính. Và rất nhiều những bàn thắng được ghi. Ronaldo. Và đây là cú sút. Ronaldo. Các bạn thấy chưa? Đó là đẳng cấp của CR7. Mùa thẻ 19 Totti. Có thể gánh team hàng công. Cú đúp cho anh ta và đó là hai bàn thắng rất đẹp. Dứt điểm uy lực từ xa. Có bàn thắng 4-3 trên chân thuận của mình, đó là chân phải. Bóng đi chết chóc góc chữ A luôn. Trận đấu vẫn tiếp tục. Trọng tài đã cho đội được hưởng phút lợi thế. Quyết định quá tốt. Thật tuyệt khi sút. Một pha dứt điểm rất tốt nhưng rất tiếc là không hoàn thắng. Vâng, tôi hiểu được sự tiếc nuối của tất cả khán giả về tình huống vừa rồi. Quá đáng. Đội bạn đang cho thấy họ vất vả như thế nào để theo kèm được Ronaldo. Với những sai lầm mà anh ta có thể, mà chỉ có thể là phạm lỗi thì mới có thể ngăn cản được Ronaldo 19 Totti ghi bàn tạo những tình huống đột phá thôi. Không, anh ấy đã phải nhận thẻ vàng. Một sức hút rất mạnh đến từ cái tên Ronaldo mùa thẻ 19 Totti. Cần phải cẩn trọng hơn. Những pha phạm lỗi thế này rất có thể sẽ dẫn đến chiếc thẻ vàng thứ hai. Các bạn thấy chúng ta đang review anh ở phong độ thấp. Anh thi đấu rất tốt. Xứng đáng là người gánh team hàng công. Kỹ năng đỡ bóng bước 1. Dề bóng dính chân. Bứt tốc tăng tốc tốt. Kỹ thuật 5 sao. Biểu diễn được tất cả những skill khó nhất. Khả năng bật nhảy đánh đầu. Ghi bàn. Ghi tạo. Làm tường và hút người cho đồng đội. Tôi sẽ sử dụng một cú nã đại bác luôn. Khoảng cách là rất xa. Chúng ta sẽ cùng xem Rô thể hiện như thế nào. Có lẽ chỉ là một đường truyền thôi các bạn ạ. Rất ấn tượng. Nó là một đường truyền về. Chúng ta đang trong thời điểm cuối cùng của trận đấu. Nhưng tất cả mọi người vẫn đang theo dõi rất sát mọi tình huống trên sân. Nếu tôi là một cổ động viên chủ nhà, tôi sẽ rất khó chịu. Đúng là như thế, chẳng ai muốn bỏ tiền ra vào. Có cơ hội. Cản bóng tốt. Đây rồi. Cơ hội của chúng ta đây rồi. Được đếm ngược 4 phút để thi đấu. Vieira. Ronaldo đang áp sát. Ở vị trí ST thì có thể chấm Ronaldo mức điểm là 10/10. Ronaldinho. Một ST rất tuyệt vời, hoàn toàn diện của trận đấu này là 3 phút. Và có khả năng gánh team. Tăng tốc. Ronaldo. Oh, anh ta đã chủ đội bóng. Không, sẽ không còn bất kỳ tình huống nào nữa.